Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop và Hành Trọn Đời. Tuần này thì Linh quay lại với các bạn với một chủ đề cực kỳ thú vị mà mình nghĩ là rất nhiều trong số các bạn chúng ta đang mong chờ. Đó là ngày hôm nay Linh sẽ giới thiệu cho các bạn 6 mẫu laptop đang được sale tại Nhân Laptop và Hành Trọn Đời với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và Linh cũng bật mí luôn, đó là cả 6 mẫu laptop này thì đều đang chạy ổ cứng SSD. Chính vì thế nên tốc độ truy xuất của những mẫu máy này sẽ nhanh gấp 3 tới 5 lần so với những mẫu máy mà đang chạy ổ cứng thường. Vậy thì mình nghĩ là các bạn đang rất là sốt ruột không biết đó là những mẫu laptop nào và cấu hình ra sao này, rồi giá bán như thế nào. Thì bây giờ Linh không để cho các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng đi khám phá nhé. Và mẫu laptop đầu tiên mà ngày hôm nay Linh giới thiệu cho các bạn thì mẫu laptop này đang được bán tại Nhân Laptop và Hành Trọn Đời với mức giá đó là 5.300.000 đồng. Nhưng mà ngày hôm nay thì Nhân Laptop quyết định sale với mức giá chỉ có 4.900.000 đồng thôi. Đó là mẫu Dell Latitude E6330, Core i7. Các bạn nhớ là Core i7 lận, có nghĩa là cấu hình của nó khá là cao. Nó là chip đời 3, RAM 4GB và nó đang chạy ổ cứng SSD 128GB. Màn hình thì mẫu Dell E6330 này chỉ có độ rộng màn hình là 13 inch thôi, nên rất là nhỏ gọn để cho các bạn chúng ta dễ di chuyển. Các bạn quan sát kỹ con máy nhé, cực kỳ nhỏ gọn, thuận tiện để cho các bạn di chuyển. Và với mẫu máy này đang chạy ổ cứng SSD và chip đời 3 i7 thì mình nghĩ là các bạn chúng ta làm việc này, học tập là cực kỳ thoải mái luôn. Còn với những bạn mà chúng ta có sở thích là chúng ta chơi game, ví dụ như là Liên Minh hoặc là Liên Quân, thì con máy này sẽ hỗ trợ cho các bạn chơi rất là mượt. Các bạn hoàn toàn yên tâm và không phải lo lắng gì hết. Và các bạn nhớ là mẫu máy này đang được sale chỉ có mức giá là 4.900.000 đồng thôi, với cấu hình là Core i7 đời 3, RAM 4GB, SSD 128GB, màn hình là 13.3 inch. Và mẫu laptop thứ hai mà Linh sẽ giới thiệu tới các bạn đó là một mẫu laptop mà Linh nghĩ là những bạn chúng ta đang đi làm hoặc là chúng ta là sinh viên, những bạn là dân văn phòng thì sẽ rất là thích mẫu này, tại vì mẫu này tại Nhân Laptop và Hành Trọn Đời bán khá là chạy. Đó là mẫu Dell Latitude E7440. Đây là một mẫu laptop cao cấp dành cho doanh nhân, với cấu hình là Core i5, chip 4300U, RAM 4GB và SSD là 128GB, với độ rộng màn hình là 14 inch. Và mẫu máy này cực kỳ nhỏ gọn, máy khá là mỏng. Và về thiết kế của máy thì chiếc máy này chúng ta thấy là nó sẽ không có ổ đĩa DVD, chính vì thế nên là nó sẽ mỏng hơn nhiều so với những mẫu máy đời trước. Và mình thấy là hiện tại nhu cầu mà chúng ta xài ổ đĩa DVD cũng khá là ít, chính vì thế nên các bạn không phải lo lắng gì nhiều. Còn nếu mà các bạn chúng ta quá cần thiết xài thì chúng ta có thể mua thêm một ổ đĩa rời để chúng ta gắn vào. Máy còn rất là đẹp ạ. Mình sẽ mở lên cho các bạn xem thử. Và mẫu máy này thì cấu hình của nó là i5 đời 4. Nó chạy SSD 128GB nên chính vì thế nên nó sẽ chạy Win 10 các bạn nhé. Và hiện tại mẫu máy này đang bán tại Nhân Laptop với mức giá là 6.800.000 đồng. Mà ngày hôm nay thì Linh giới thiệu cho các bạn mẫu này đang sale với mức giá hấp dẫn cực kỳ luôn, đó là 5.900.000 đồng. Quá rẻ cho một mẫu máy cao cấp như thế này. Còn bây giờ thì Linh sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu máy mà độ rộng màn hình sẽ là 14 inch. Đó là mẫu Dell Latitude E6430S, Core i5 và chip là đời 3, RAM 4GB và nó cũng đang chạy SSD 128GB. Thì mẫu máy này đang được bán với mức giá đó là 5.300.000 đồng. Nhưng mà ngày hôm nay thì tại Nhân Laptop chỉ sale với mức giá là 4.700.000 đồng. Bạn nào mà chúng ta đang có mong muốn là chúng ta mua một chiếc máy với cấu hình ổn, chạy mượt mà giá cả phải chăng thì chúng ta đừng bỏ qua clip ngày hôm nay của Linh. Các bạn quan sát kỹ máy nhé. Máy còn khá là đẹp. Và những mẫu Dell Latitude đời 2, đời 3 này, đời 4, đó là những mẫu laptop cũng khá là bền bỉ và trâu bò, nên là các bạn thoải mái chúng ta sử dụng, chúng ta không phải lo lắng gì hết ạ. Còn bây giờ thì Linh sẽ mang tới cho các bạn một mẫu laptop đến từ một thương hiệu lạ hơn
nãy giờ, đó là mẫu ThinkPad đến từ thương hiệu Lenovo. Và mẫu laptop mà bây giờ Linh sẽ mang tới cho các bạn đó là mẫu ThinkPad T410S. Mẫu laptop này có mức giá thì rất là hấp dẫn, tại vì lúc nãy giờ là Linh giới thiệu những mẫu laptop toàn 4 triệu trở lên thôi. Nhưng mà bây giờ thì Linh sẽ giới thiệu mẫu này với mức giá sale rất là sốc ạ. Và nó đang được sale tại Nhân Laptop với mức giá chỉ có 3 triệu 900 ngàn đồng với cấu hình là Core i5. Nó là đời đầu RAM 4GB và nó cũng đang chạy ổ cứng là SSD 128GB. Bây giờ Linh sẽ mở lên thử xem cho các bạn thấy là nếu mà máy mà chạy SSD thì khi chúng ta vào Win thì chúng ta để ý nó sẽ rất là nhanh, nó sẽ không có chậm như là những mẫu máy mà nó chạy ổ cứng thường, nên là các bạn chúng ta không phải nâng cấp nữa. Nếu mà nâng cấp thì các bạn chỉ cần gắn thêm một cái RAM 4GB nữa để cho máy chúng ta lên cấu hình RAM 8GB là các bạn đã có thể thoải mái dùng rồi. Máy rất là đẹp đúng không ạ? Các bạn nhớ nhé, đây là mẫu ThinkPad T410S đang sale với mức giá là 3 triệu 900 ngàn đồng thôi. Và mỗi mẫu sale tại Nhân Laptop thì chỉ có duy nhất một chiếc. Duy nhất một chiếc thôi nên các bạn hãy nhanh tay. Còn mẫu laptop thứ 5 mà ngày hôm nay Linh giới thiệu cho các bạn đó là mẫu Dell Latitude E5530. Đây là mẫu laptop mà chúng ta thấy là nó hơi to một tí, tại vì nó sở hữu một màn hình với độ rộng lên đến 15.6 inch và nó có cả bàn phím số nữa. Nên là những ai mà chúng ta đang làm kế toán này, hoặc là chúng ta những người mà chúng ta phải nhập số liệu nhiều, chúng ta liên quan tới bàn phím số nhiều, thì chúng ta không nên bỏ qua mẫu máy này. Và mẫu máy này thì đang có cấu hình là Core i5 thế hệ 3, RAM 4GB và SSD là 120GB, màn hình 15.6 inch và bàn phím số. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm để sử dụng mẫu máy này. Thì mình nghĩ là một mẫu laptop như thế này mà có mức giá cực kỳ là hấp dẫn thì các bạn chúng ta hãy nhanh tay lên. Tại vì mẫu máy này ở tại Nhân Laptop đang bán với mức giá là 5 triệu 800 ngàn đồng lận. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì Linh sẽ giới thiệu cho các bạn giá sale chỉ có 5 triệu thôi. Đúng 5 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu được một mẫu máy vừa bền mà lại vừa đẹp như thế này ạ. Hơi to nặng một xíu nên là mình nghĩ là sẽ thích hợp cho các bạn nam hơn. Rất thích hợp cho các bạn nam. Còn bây giờ thì Linh sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu laptop cuối cùng mà ngày hôm nay Nhân Laptop sale. Đó là mẫu Dell Latitude E6510 và mẫu laptop này đang bán tại Nhân Laptop với mức giá là 4 triệu 800 ngàn đồng mà ngày hôm nay sale cho các bạn chỉ có mức giá là 4 triệu 200 ngàn đồng thôi. Mẫu laptop này đang sở hữu cấu hình là Core i5 thế hệ đầu, RAM 4GB và ổ cứng là SSD 128GB. Mẫu máy này thì trông nó rất là trâu bò, rất là bền bỉ, hơi nặng một chút xíu. Mẫu này có độ rộng màn hình là 15.6 inch. Nên là các bạn chúng ta nếu mà chúng ta thích xem phim này, hoặc là chúng ta thích làm những gì mà liên quan tới thích cái màn hình rộng, thì các bạn không nên bỏ qua mẫu laptop này. Mình sẽ mở lên cho các bạn xem thử. Và mình cũng bật mí cho các bạn luôn là mẫu Dell Latitude E6510 này một thời nó rất là hot luôn, tại vì nhìn nó thật sự là thấy nó rất là mạnh mẽ. Nên là nếu mà những bạn nào mà chúng ta, nhất là các bạn nam á, chúng ta thích sự mạnh mẽ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới con máy này, và nhìn thấy nó thì mình sẽ bị thu hút ngay. Rất là bền bỉ. Và các bạn nhớ là mẫu máy này đang được sale với mức giá chỉ có 4 triệu 200 ngàn đồng thôi. Và nó đang chạy ổ cứng SSD, rất là hấp dẫn. Và nãy giờ Linh đã giới thiệu xong cho các bạn 6 mẫu laptop đang được sale với mức giá hấp dẫn tại Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Thì Linh thấy là có vẻ ít quá đúng không các bạn? Hôm nay chỉ có 6 mẫu thôi, nhưng mà Linh hứa với các bạn là Linh sẽ trở lại với một clip sale nữa và sẽ tìm thêm những mẫu laptop để gửi tới các bạn những mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và ngày hôm nay thì 6 mẫu laptop mà nãy giờ Linh giới thiệu, Linh hy vọng là những bạn mà chúng ta đang muốn tìm những mẫu laptop giá rẻ và cấu hình tốt để chúng ta có thể học tập này, chúng ta có thể làm việc để tiết kiệm chi phí, thì các bạn hãy nhanh tay lựa chọn ngay
cho mình một mẫu máy. Và nếu như các bạn mà chúng ta đã lựa được mẫu nào đó thì chúng ta hãy để lại thông tin ở bên dưới comment, hoặc là chúng ta hãy liên hệ ngay với đội ngũ kinh doanh của Nhân Laptop Bài Hình Trọn Đời để có thể sở hữu ngay cho mình một trong những mẫu laptop hấp dẫn mà Linh đang để ở trước mặt đây. Còn bây giờ thì Linh Trần xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.